chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuyền Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì hôm nay Tuyền sẽ mang tới cho tất cả các anh chị và các bạn một chiếc xe 5 chỗ gầm cao, phải nói là cực kỳ nhiều option nha. Đời cao đi lướt nữa các anh chị. Thì bên cạnh Tuyền đây là Hyundai Tucson nha, phiên bản 1.6 Turbo đời 2021 nè. Xe gia đình một chủ sử dụng từ đầu tới nay, đăng ký lần đầu là khoảng tháng 12 của năm 2021 các anh chị, mới đi có 16.000 km thôi. Bên Tuyền đang bán xe này với giá là 919 triệu các anh chị ha. 5 chỗ gầm cao thì hiện tại bên Tuyền cũng còn rất nhiều xe các anh chị. Có Hyundai Kona nè, CX5 bản 2.0 2019, rồi CX5 bản 2.5 đời 2018 nữa. Rất là nhiều xe. Giá mềm mềm thì Tuyền còn Kia Sportage nè, rồi còn Toyota Rush nữa các anh chị ha. Rất nhiều xe, nên nếu như mà các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 5 chỗ như thế nào thì nhớ liên hệ Tuyền, Tuyền sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể là ở lại bên kênh của Tuyền, lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Rồi bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu đỏ đô các anh chị, màu này rất là đẹp. Nước sơn quanh xe phải nói là liền lạc đồng màu từ trước ra sau, không có bị trầy xước gì hết nha. Trời đang chuyển mưa hơi âm u tí xíu, các anh chị nhà mình mà xem không rõ không kỹ thì liên hệ Tuyền thì gửi hình ảnh cho các anh chị nhà mình xem nha. Xe này nước sơn nguyên zin và đó là mới 98% đó các anh chị. Xe đã qua sử dụng thì mình cũng thể nào mình yêu cầu nước sơn còn nguyên zin còn mới 100% ha. Xước xước châm châm nhẹ nhẹ ở một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết các anh chị nha. Xe biển Bình Dương 61A nè, 99912, biển số khá đẹp các anh chị ha. Các anh chị nào ở Bình Dương thì lái chiếc này giữ biển xài nha. Còn nếu mà ở tỉnh khác thì bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên tàu quốc nha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tuyền nè. Nắp capo là không trầy xước các anh chị, những cái mối nối cản rất là đẹp nha, liên lạc nè. Phần cản trước cũng không có bị trầy xước gì hết, chỗ nào trầy thì Tuyền báo trầy các anh chị ha. Rất là đẹp luôn, các anh chị nào mà cần xe đi Tết màu đỏ thì phải lấy ngay chiếc này ha, hoặc là những anh chị mạng hỏa nè. Năm vỏ còn là năm vỏ zin theo xe, độ gây gió đó các anh chị, cực kỳ sâu ha, vỏ cùm hô các anh chị. Mâm thì không có bị trầy xước gì hết á, mâm này là mâm 19 các anh chị nha. Để Tuyền xem có cái đánh vỏ thì đọc lên cho các anh chị nhà mình xem ha. Ở đây thì không thấy rồi. Xe này là sơ cua chưa hạ các anh chị. Đăng kiểm thì còn tới tháng 6 năm 2024 các anh chị nha. Vô tư xài luôn. Có dán phim cho mình nè. Tay nắm cửa thì mã rơm, có nút mở cửa một chạm ha. Phần bên hông xe thì không có bị trầy xước hay là mấp méo gì hết. Mica đèn còn cực kỳ đẹp. Đấy, xe này đi lướt quá rồi nên Tuyền sẽ lướt qua cái phần keo chỉ cửa các anh chị ha. Tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng nè, không ngập nước nha, không đại tu động cơ và hộp số, bao test hãng cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi phía sau thì xe này có một cái cam lùi và có cảm biến lùi đầy đủ cho mình sử dụng rồi các anh chị nha. Nhìn sơ phần gầm giúp Tuyền nè, gầm bệ sáng đẹp không vấn đề gì hết các anh chị nha. Tuyền mở cốp cho các anh chị nhà mình xem nè. Cốp thì cốp điện các anh chị ha, cốp điện, cốp rất là sạch đó các anh chị. Ở đây thì anh chủ có trải cho mình một tấm nhựa phía trên như thế này để bảo vệ phần nỉ bên dưới ha. Phần khoang cốp cũng tương đối rộng rãi, các anh chị đựng cũng được khá là nhiều đồ ha. Này những cái tấm chắn để đồ nè, rồi phần nhựa bên trong cũng không có trầy xước gì hết, chứng tỏ là xe này cũng không có sử dụng nhiều các anh chị ha. Đấy, lớp dự phòng còn mới 100% chưa sử dụng nè các anh chị, còn cái đường viền sơn luôn nha, con đội tay quay, đồ nghề còn đầy đủ các anh chị nha. Xe bên Tuyền khi mà bán ra thì có bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc 5.000 cây động cơ và hộp số đó các anh chị ha. Còn trường hợp những chiếc xe đời cao như thế này, nếu còn bảo hành chính hãng thì mình vẫn bảo hành được của hãng bình thường các anh chị nha. Rồi nhìn sơ giúp Tuyền phần nội thất nè. Ghế thì ghế da nguyên zin còn cực kỳ căng luôn, màu kem rất là sang trọng các anh chị. Sàn thì sàn 5D trần nguyên bản, có cửa sổ trời toàn cảnh ha. Xe này mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 6 đến 7 lít thôi các anh chị. Đấy, tầm khoảng 6 đến 7 lít nha. Thì sẽ tiến về khoang lái các anh chị nha. Rồi, đây, chìa khóa của Tucson các anh chị nha. Xe mình thì ghế lái thì chỉnh điện nè các anh chị. Ghế lái chỉnh điện ha, trên này là những cái nút bấm ha, còn rất là mới, không có bị mờ chữ, mất số gì hết á. Đại tiền đề máy nha. Tiếng máy khá là êm các anh chị. Vô lăng, trước tiên nhìn dùm Tuyền phần vô lăng nha. Vô lăng bọc da, không có bị trầy xước, cũng không bị hao mòn gì hết. Những nút bấm nè,
không có bị mờ chữ hay là mất số gì hết, còn rất là đẹp các anh chị, logo cực kỳ đẹp ha. Những nút điều chỉnh âm lượng rồi đàm thoại rảnh tay, ru control nha. Rồi nhìn đồng hồ giúp tiền nè, 16.236 km ha. Ở trên đây táp lô thì không có bị trầy xước, anh chủ có trang bị cho mình tấm thảm mà còn dán băng keo hai mặt như thế này nữa thì bên dưới không có trầy gì hết nha. Ở đây thì có một cái màn hình zin heo xe, màn hình đứng các anh chị ha, có bản đồ nè, dàn lạnh thì hai vùng độc lập các anh chị, cần số còn cực kỳ mới nha, phanh tay điện tử nè, auto hold ha, tắt mở cảm biến hỗ trợ đổ đèo, ở remote thì ba chế độ các anh chị nha. Trên này thì có cửa sổ trời nữa, thì sẽ mở thử cửa sổ trời cho các anh chị nhà mình xem nha. Cửa sổ trời một chạm còn hoạt động rất là tốt các anh chị. Đấy. Rồi, cửa sổ trời phải nói là cực kỳ rộng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nha. Tranh thủ quay cho xong cái video cho các anh chị để mưa tới nè. Đang hình như là mưa lắc rồi các anh chị. Rồi, thì sẽ kiểm tra thật là chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chiếc xe thật sự là như thế nào. Nếu được thì lên xem xe trực tiếp hoặc là chuyển khoản đặt cọc, bên thì sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị nha. Ốc của nắp cabo, keo chỉ cabo nguyên zin các anh chị. Bên tuyền thì nó không với xe lỗi cho nên là các anh chị nhà mình yên tâm nhé. Đây, nhìn sơ vào phần ốc máy giúp tiền luôn. Ốc ác sơn phết nguyên zin, tem mát từ nhà máy vẫn còn các anh chị ha. Đấy, mở cái khoang máy ra mà nhìn ốc ác như thế và nó là cực kỳ yên tâm các anh chị. Rồi thì nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha. Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo đời 2021, mới đi 16.000 km thôi. Bên tiền đang bán xe này với giá là 919 triệu các anh chị nha. Giá ở đây tiền báo thì sẽ bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nè. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhớ liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới ha, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở tỉnh xa thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì liên hệ tiền đi, thì sẽ tư vấn cho các anh chị thủ tục mua xe online và giao xe tận nhà của bên tiền nha, hỗ trợ các anh chị nhà mình ký hợp đồng ủy quyền hoặc là hợp đồng mua bán tại phòng công chứng gần nhà của các anh chị luôn, nên các anh chị không có mất mát thời gian đi lại gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm nha. Rồi đừng quên cho tiền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha, và nhớ là bấm vào theo dõi kênh của tiền đi, để khi có xe mới nhất bên tiền về tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.